Thưa quý vị, như thường lệ, bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục Bạn có biết. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại rau rất là phổ biến của ẩm thực phương Nam, đó là rau chùm ngay. Rau chùm ngay thì người ta có thể ăn sống nè, nấu canh nè, làm trà giải khát hoặc là làm vị thuốc chữa bệnh. Chúng ta thường thấy chúng mọc ở các bờ dậu, bờ rào giữa các nhà với nhau. Chùm ngay là một loại cây thân mộc cao cỡ trung bình. Chiều cao của một loại cây chùm ngay trưởng thành có thể cao tới hàng chục mét. Thân cây thì óng chút, không có gai. Còn về lá thì nếu lá kép thì nó dài khoảng chừng 30-60cm, có hình lông chim và màu xanh thì có màu xanh mốc. Lá chét thì dài 12-20cm, có hình trứng và mọc đối từ 6-9 đôi. Rau chùm ngay rất là giàu dinh dưỡng, gồm có chất đạm, chất sắt và các loại vitamin. Và theo các nhà dược học và cũng như là những nhà nghiên cứu về thực vật học thì gọi rau chùm ngay là cây thần diệu. Bởi vì trong chùm ngay cung cấp một hỗn hợp gồm nhiều hợp chất quý hiếm và nhiều khoáng chất quan trọng, gồm chất đạm, vitamin, beta carotene, axit amin và nhiều hợp chất phenol. Và Thái có biết không, cây lá của cây chùm ngay á, lại còn có nhiều dưỡng chất hơn là cả quả và hoa nữa. Nếu mà tính theo trọng lượng, trong đó vitamin C sẽ hơn cam gấp 7 lần, vitamin A hơn cà rốt đến 4 lần, canxi thì nhiều hơn sữa gấp 4 lần, sắt gấp 3 lần so với cải bó xôi, đạm nhiều gấp đôi sữa chua và potassium gấp 3 lần trái chuối. Lá non thì chúng ta cũng có thể sử dụng nấu canh hoặc là lá già cũng vậy. Chùm ngay được sử dụng để nấu canh với là thịt, tôm, nấm hoặc là nấu suông, mùi vị tương tự như là rau ngót. Hoặc là chúng ta có thể trộn salad, ăn sống, xào thịt, trứng, xay nhuyễn thành nước sinh tố cũng được. Hoa chùm ngay thì có nhiều mật ngọt và nhiều chất dinh dưỡng, có thể làm rau hoặc là phơi khô để pha trà uống như là một loại trà giải khát. Trái non thì được dùng để xào nấu canh, hầm xương hay là ninh súp, tương tự như đậu cô ve và cho một cái hương vị gần tương tự như là măng tây vậy. Trái non thì chúng ta có thể ăn sống hoặc là chúng ta sử dụng như một loại gia vị giống như là mù tạc làm từ cây cải ngựa vậy đó. Và tuy nhiên, tương tự như rau ngót và lương hội thì chúng ta cũng nên hạn chế sử dụng rau và các chế phẩm từ rau chùm ngay cho phụ nữ có thai. Và theo thống kê chưa đầy đủ thì chùm ngay có thể giúp chúng ta điều trị đến hơn 300 căn bệnh, đặc biệt là hợp chất retin với năng lực mạnh mẽ là chống lão hóa có ở trong chùm ngay cao gấp vài ngàn lần so với bất kỳ một loại cây nào khác, và hiện được nhiều quốc gia trồng và sử dụng trong công nghệ dược phẩm, mỹ phẩm, nước giải khát dinh dưỡng và thực phẩm chức năng, trong đó có Việt Nam chúng ta.